Lúc đầu chúng ta cần hiểu Mon Tessiné là gì. Đó là một phiên bản Tessiné của hệ sinh thái Mon, từ thị trường trò chơi đến người chơi đã được chứng minh. Những chuyên gia kinh tế và hàng đầu trong mạng, lưới thử nghiệm, bạn có thể trải nghiệm một trò chơi đầy đủ với tháp đôi phiêu lưu, Inner và Dogin tham nhũng trong sự phát triển của anh hùng và thiết bị. Trong cửa hàng trò chơi em, người thử nghiệm cũng có thể có nghĩa là tối đa 20 anh hùng. Với độ hiểm ngẫu nhiên từ màn mặc cất Blade Tessiné, thực thể này có thể được sử dụng trong một trò chơi, thử nghiệm hoặc khai trên mạng màn mặc cất Blade Tessiné. Bây giờ hãy để tôi chỉ cho bạn trên cách tải xuống và chơi bài kiểm tra tuyệt vời này, trò chơi net. Vì vậy trước tiên bạn sẽ cần truy cập vào liên kết này. Tôi sẽ đặt mô tả liên kết, vì vậy bạn nên kiểm tra nó. Chúng tôi sẽ đến bài viết ngay tại đây trên Telegram. Và nhấp vào liên kết này, bạn sẽ nhận được bài viết này. Bạn cũng có thể đọc bài báo, bởi vì nó cũng đưa ra tất cả các hướng dẫn về cách thiết lập và đặt chúng trên lưới thử nghiệm. Và bạn cũng sẽ tìm thấy liên kết để tải xuống trò chơi. Và cũng đừng quên đánh tham gia kênh để thông báo tháng, để được cập nhật về các sự kiện sắp tới. Vì vậy lúc đầu bạn sẽ cần phải có tài khoản MetaMask kết nối với mạng thử nghiệm WBCC. Làm thế nào để làm điều đó thực sự đơn giản? Để kết nối siêu dữ liệu của bạn với thử nghiệm đập vỡ BNB, Net đi đến đây. Biểu tượng và đi tới cài đặt mạng và thêm mạng. Vì thế, và bạn sẽ sao chép thông tin chi tiết này vào. Và bạn sẽ có nhiều ruột như tôi ở đây. Như một bài kiểm tra đập phá tôi. Bây giờ bạn sẽ cần tạo một tài khoản trò chơi. Vì vậy bạn đi đến liên kết này. Kết nối quản lý tài khoản ví hàng loạt trung bình của bạn. Tạo một tài khoản như thế này, tạo tài khoản. Vâng, và bây giờ bạn đã tạo thành công một tài khoản. Và bạn có thể bắt đầu mua anh hùng và cờ vua và... Vâng. Rất nhiều thứ. Và người tiếp theo sẽ tải xuống trò chơi và đăng nhập. Vì vậy bạn cần truy cập Xích Đu để tải xuống trò chơi. Liên kết là vì Nam vì chuyển đổi MantiC. Nó chạy trên Enderdrop thiết bị và Enderdrop trình giả lập trên PC. Như người chơi mũi lè bơ lên. Vì vậy bước để bây giờ tôi đang sử dụng máy tính, sách tay của mình. Vì vậy tôi sẽ chỉ cho bạn cách thiết lập trên máy tính này. Trong khi chờ tải xuống, bạn thực sự có thể đi đến liên kết này để yêu cầu anh hùng thử nghiệm 20. Bởi vì bạn sẽ cần những anh hùng trong trò chơi của mình để chơi nó. Bạn đi vào điều này. Vòi phù hợp. Thứ này, để có nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng phù hợp với gì. Bởi vì bạn cần có bi và bi làm phí giao dịch. Rõ ràng giữ tôi là tôi. Đi đến điều này và... Và bây giờ bạn có thể đến Masculinity C. Dương anh hùng của tôi mở ra bây giờ. Và bạn thực sự có thể mở tất cả dương để xem tất cả. Anh hùng. Mở ia. Tôi có những anh hùng đầu tiên hỗn loạn khá tốt. Và bạn có thể dễ dàng mở một cái khác. Đi đến các thực thể của tôi. Và chúng tôi có một anh hùng ở đây trong hồ sơ của tôi. Nếu bạn là người giữ trống từ bàn ủi hoặc vá 1 và vá 2, bạn được cung cấp thêm thiết bị mỗi dương. Sau đó bạn thực sự có thể truy cập liên kết này để yêu cầu gọi thiết bị. Và bây giờ tệp của tôi đã hoàn tất. Hãy tải chúng xuống. Vì vậy, tôi đang sử dụng xanh da trời sa phang. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy ở đây tôi có một xanh da trời viên sa phang. Và để cài đặt trò chơi, nó thực sự rất đơn giản. Bạn chỉ có thể bọc ngọn lửa bên trong cái này. Và với nó sẽ tự động cài đặt trò chơi cho bạn. Biểu tượng thực đúng và có. Chúng tôi có trò chơi ngay tại đó. Và trước khi bạn tham gia trò chơi, bạn sẽ cần có anh hùng bên trong tài khoản của mình để chơi trò chơi. Vì vậy bạn cần phải đi đến điều này. Cửa ngõ. Theo thứ tự và thiết bị năng lượng của bạn trong trò chơi. Như thế này, và chúng tôi gửi nó đi các ông chủ. Và có xác nhận giao dịch. Và các anh hùng ăn bên trong con bò của bạn trong trò chơi. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu trò chơi.
và chỉ cần ký vào tài khoản của bạn đã tạo trên trang web này. Và vâng, hãy tận hưởng trải nghiệm thử nghiệm của bạn. Một lần nữa, sau khi vui vẻ với trò chơi, tôi sẽ nhắc các bạn rằng đó là tùy thuộc vào lực lượng của cuộc thi, với tổng số sáng là 225.000 mã thông báo mang, 26 thực thể anh hùng sức mạnh, thiết bị và trống rỗng và 540 lý tưởng trong khi nó bị mất. Vì vậy chúng tôi đến với cuộc thi đầu tiên, giải vô địch Inner. Bạn sẽ tuyên bố vào top 10 của bảng xếp hạng trên Inner để giành được mức giá khổng lồ. Top 5 sẽ nhận được 150.000 mon token. Fahizou Chesi và Faulasi. Và top 6 đến top 10 sẽ nhận được 25.000 man. Ghế thiết bị cứu hỏa và Faadio Ulasi. Quy tắc được đọc một biểu tượng. Bảng xếp hạng đấu trường sẽ được ghi lại lúc 12:59 Atsi vào ngày 15 tháng 6 2022. Và top 10 trên bảng xếp hạng đấu trường sẽ giành chiến thắng tổng giải thưởng. Cuộc thi thứ hai là chủ sở hữu tổ hàng đầu. Tuy nhiên làm tổ như thế nào có thể và bạn, và có, bạn thể. Có thể cân bằng để giành chiến thắng và 50.000 nối hăng cân và 500 Ulasi lý tưởng cho 500 người chơi có số dư mắt Messi. Vai trò thực sự đơn giản là phiếu tiếp theo trong trò chơi của tất cả người sẽ chơi sẽ được ghi lại lúc 12:59 Atsi ngày 15 tháng 6 2022 cùng ngày tại các cuộc thi đầu tiên. Và 500 người chơi hàng đầu có nhiều nhất số dư tiếp theo sẽ giành được giá. Tổng cạnh tranh là trên tiền thưởng. Là top 10 thợ săn tiền thưởng bị xóa nhiều nhất. Để được thưởng, người đứng đầu sẽ nhận được bởi Hizou Chesi và một Ulasi. Top 23 anh hùng cờ vua lý tưởng Ulasi. Sau đó top 3 đến 10. Một anh hùng cờ vua và một Ulasi lý tưởng với các quy tắc. Bạn sẽ phải báo cáo đàn con của bạn tại quán rượu trên kênh tôi về điểm số này. Cố gắng cống hiến nhiều nhất có thể. Nhưng mô tả trong tuần anh, bạn gặp phải những video trên, hãy tiếp cận những video trên. Xin lưu ý rằng dự án sẽ chỉ tính tiền là kết quả của chương trình này. Đề xuất hoặc cải tiến sẽ không được tham quan bởi Sipan Team. Đội với Samin, đứng đầu Bounty Hunter tại 13 Atsi ngày 15 tháng 6. 10 thợ săn hàng đầu hoạt động tốt nhất sẽ giành chiến thắng. Và cuối cùng là điều thú vị nhất, cuộc thi đánh giá. Tạo video và nội dung về man để truyền bá giá trị của trò chơi man. Về giá cả, cho người đứng đầu sẽ nhận được 3 cờ anh hùng, 1 vì lý tưởng top 2, 2 Hizou Chesi vì lý tưởng và top 3 đến 10, 1 thiết bị cờ vua và 1 vì lý tưởng. Và quy tắc cũng giống như cuộc thi. Nội dung tuyệt vời, video về sở thích liên quan đến trò chơi Manta Set. Và bạn sẽ phải đăng nội dung video của mình trên 3 kênh. Trên quy tắc Telegram trong nhiều tháng, Twitter của bạn với hashtag kênh Mandisi Câu. Và đội sẽ chọn top 10 bài đăng có chất lượng cao nhất về nội dung trực quan và sự sáng tạo. Như những người chiến thắng, bạn có thể tải lên nhiều nội dung để tăng chiến thắng của kênh. Là người chọn điểm số tốt nhất khi chiến thắng. Và bạn có thể thấy rằng có một cái còn lại cho tất cả cuộc thi phụ này. Vì vậy bạn phải nhanh chóng chơi trò chơi và thực hiện nhiều tác phụ nhất có thể để thêm bạn giá bu. Chúc may mắn!